Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 8, phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Hà Giang đã tổ chức nhập học cho 714 sinh viên mới trúng tuyển tại kỳ tuyển sinh năm học 2024-2025. Công tác đón tiếp được tổ chức tận tình, chu đáo nhằm tạo dấu ấn tốt đẹp cho các sinh viên mới. Hoạt động này sẽ kéo dài đến hết ngày 27 tháng 8. Mặc dù đỗ cả trường đại học tại thành phố Hà Nội, tỉnh Lào Cai, nhưng em Quảng Thị Trương, xã Pi Tòn, huyện Mường La, tỉnh Sơn La vẫn chọn ngành sư phạm tiểu học phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Hà Giang là nơi để gửi gắm ước mơ và hoài bão của mình. Bởi sau khi tìm hiểu kỹ về các trường thì Quảng Thị Trương vẫn chọn tỉnh Hà Giang bởi đây là vùng đất đẹp, thân thiện, có nhiều nét tương đồng như ở quê nhà. Sau đợt thi đại học tuyển sinh thì em đỗ 3 trường, nhưng mà em quyết định chọn Hà Giang bởi vì trên Hà Giang người dân thân thiện, nhiều cảnh đẹp và em cảm thấy nó phù hợp với bản thân em ạ. Nói chung là cách xa Hà Giang là rất xa, hơn là gần 600 km, nhưng mà cháu đã chọn trường rồi thì gia đình rất ủng hộ cháu. Nói chung thì mong cháu được học cái môi trường tốt nhất và kết quả cao nhất. Còn đối với em Hoàng Xuân Thủy, sinh ra và lớn lên trong gia đình có nhiều người thân làm giáo viên và mong muốn được cống hiến cho nền giáo dục tỉnh Hà Giang, em đã chọn ngành sư phạm tiếng Mông của phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Hà Giang để tiếp nối truyền thống gia đình. Gia đình em thì cũng có truyền thống là giáo viên, từ đời ông nội em cũng như là cô của em là giáo viên tiểu học, nên là em cũng muốn thử sức với cái ngành sư phạm này và đặc biệt là cái khoa tiếng Mông. Đồng hành cùng sinh viên mới trong ngày đầu bước vào môi trường đại học, các bậc phụ huynh cũng cảm thấy yên tâm khi gửi gắm con em mình tại trường đại học ngay tại tỉnh Hà Giang. Bởi không chỉ tiết kiệm chi phí cho việc đi lại, ăn ở, mà các em còn được hỗ trợ học phí trong quá trình học tập tại trường. Ở phân hiệu của Thái Nguyên Hà Giang này thì nó gần ngay huyện, gần ngay tỉnh mình và gần huyện để đưa con đi học dễ dàng hơn. Chi phí đi lại nó gần hơn và ít hơn. Năm học 2024-2025, phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang tuyển sinh hơn 700 chỉ tiêu. Ngành do phân hiệu đào tạo là 400 chỉ tiêu và ngành phân hiệu liên kết với trường thành viên là trên 300 chỉ tiêu. Để đảm bảo quá trình nhập học cho sinh viên mới diễn ra thuận lợi và suôn sẻ, phân hiệu đã lên kế hoạch đón tiếp, phổ biến quy trình nhập học chi tiết trên trang thông tin chính thức của nhà trường. Phân hiệu đã xây dựng một kế hoạch rất là chi tiết từ cái chuẩn bị cơ sở vật chất, chuẩn bị cái chương trình đón tiếp thì đều có một kế hoạch cụ thể. Đến nay thì tất cả công tác chuẩn bị thì đã hoàn thành. Như các đồng chí đã thấy thì hôm nay thì phân hiệu đã tiến hành đang chào đón các tân sinh viên đến làm thủ tục nhập học tại phân hiệu. Sự đồng hành của các thầy cô và đội ngũ tình nguyện viên trong ngày đầu nhập học đã giúp các sinh viên sớm xua tan bỡ ngỡ, sẵn sàng hòa nhập vào hành trình mới, hiện thực hóa ước mơ hoài bão của mình.